gần 7.800 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Người Hà Nội méo mặt đi chơi ngày lễ, tắc ngợp thở, đói hoa mắt, nhiều trẻ đi lạc. Ken đặc người trên các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến dịp lễ. Covid, những loại vaccine phòng Covid-19 nào sẽ tiêm mũi 4 ở nước ta? Mệt mỏi vì phong tỏa cách ly, nhiều người tìm cách rời khỏi thành phố lớn nhất Trung Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin Covid trưa trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thay mặt cho những người thực hiện bản tin, xin chúc quý vị một ngày nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 an toàn, hạnh phúc và đừng quên thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Thời tiết ngày hôm nay có vẻ như không quá ủng hộ việc đi chơi của chúng ta khi đa phần các nơi trên cả nước đều có mưa lớn. Hãy cùng chúng tôi điểm qua tình hình thời tiết ngay sau đây. Từ sáng ngày 1 tháng 5 đến ngày 2 tháng 5 ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm một đợt, có nơi 180 mm một đợt. Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 2 tháng 5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối, lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi hơn 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo chi tiết cho các khu vực như sau. Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, phía Bắc có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi hơn 27 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Riêng phía Bắc ngày mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Phía Nam có nơi hơn 31 độ C. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, phía Bắc có nơi hơn 30 độ C. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Nhìn chung, thời tiết trên cả nước có mưa vừa mưa to, một số nơi mưa dông lớn. Quý vị đừng quên chuẩn bị những vật dụng bảo hộ cần thiết khi ra đường hay đi du lịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Vâng thưa quý vị, những diễn biến phức tạp căng thẳng của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua đã khiến chúng ta cuồng chân hơn bao giờ hết. Dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 cũng là thời điểm vàng để người dân ra ngoài du lịch hoặc nghỉ ngơi. Số lượng người ra ngoài như thế cũng khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp. Theo thống kê thì ngày hôm qua 30 tháng 4 đã có gần 7.800 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông ngày 30 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 7.793 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt gần 12,6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn 883 trường hợp, tạm giữ 102 ô tô, 1.108 mô tô và 15 phương tiện khác. Trong đó, trên đường bộ, cảnh sát giao thông xử lý 7.655 trường hợp so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm 2021, giảm 412 trường hợp, giảm 5,1%. Ra quyết định xử phạt 12,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 874 trường hợp, tạm giữ 102 ô tô, 1.108 mô tô và 11 phương tiện khác. Trong ngày, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2021, tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. Và các dịp lễ lớn hàng năm, số lượng người thương vong do tai nạn giao thông lại trở nên đáng báo động. Làm thế nào để các kỳ nghỉ được diễn ra an toàn vui vẻ, hạn chế tối đa các sai phạm? Câu trả lời nằm ở chính ý thức mỗi người tham gia giao thông. Thưa quý vị, những ngày này, lượng người dân ra đường đông hơn bao giờ hết. Dù nắm trước tình hình phân luồng giao thông thích hợp, thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp ùn tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và tình hình phòng tránh dịch bệnh của người dân thủ đô. Nhiều trường hợp méo mặt khi đi chơi ngày lễ, tắc ngợp thở, đói hoa mắt, nhiều trẻ đi lạc. Theo quan sát, ngày 30 tháng 4 hôm qua, rất nhiều gia đình cho con đi chơi dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, số lượng người quá đông khiến tình trạng chen lấn xô đẩy, nhiều trẻ đi lạc bố mẹ, nhiều gia đình phải xếp hàng đợi để được chụp hình. Theo thống kê của Ban Quản lý Công viên Thiên đường Bảo Sơn, lượng khách trong sáng 30 tháng 4 ước đạt khoảng 7.000 lượt người, tăng 30% so với cuối tuần trước. Tình trạng đông đúc diễn ra tại các công viên khác của Hà Nội như Công viên nước Hồ Tây, Công viên Thủ Lệ. Diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới trong 2 năm qua cho thấy những kỳ nghỉ lễ dài ngày luôn đi kèm với nguy cơ dịch bệnh bùng phát nếu người dân không đề cao trách nhiệm và công tác phòng chống dịch không được thực hiện nghiêm túc. Vui lễ Tết đó là quyền lợi và mong muốn chính đáng của mỗi người, song không ai muốn vì niềm vui cá nhân khiến dịch bệnh tái bùng phát, bởi dịch COVID-19 được khống chế như hiện nay là thành quả được đánh đổi bằng công sức, mồ hôi, tính mạng của rất nhiều người thuộc các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nỗi lo nghỉ lễ chỉ thực sự không còn khi mỗi người có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình, gia đình và sự an toàn của cộng đồng xã hội. Những ngày lễ, nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao, các bãi biển cũng vì thế đông nghẹt người. Chiều hôm qua, theo những hình ảnh ghi nhận được, dòng người ken đặc chen chúc nhau tại các bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến. Vui chơi là điều không ai cấm cản, nhưng làm thế nào để vui chơi an toàn, hạn chế tối đa tình hình bùng dịch sau nghỉ lễ, đó là nỗi lo lớn trong lòng các cơ quan chức năng. Những năm gần đây, cảnh người dân và du khách chen chúc nhau trên bãi tắm tại Sầm Sơn, Thanh Hóa không còn là hiện tượng lạ. Ngay đầu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay, bãi biển Sầm Sơn đã ken đặc người. Trong chiều 30 tháng 4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5, hàng vạn du khách khắp mọi miền đổ về Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tắm biển. Dọc bãi biển từ bãi A tới gần khu vực FLC và đường Hồ Xuân Hương ken đặc người. Chiều 30 tháng 4, khu du lịch biển Hải Tiến, Sầm Sơn và Hải Hòa của Thanh Hóa dường như không thể tìm thấy chỗ trống khi du khách đổ về tắm biển nghỉ dưỡng. Thời tiết ở khu vực ven biển hưởng nắng là điều kiện thuận lợi cho du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ. Từ 15 giờ ngày 30 tháng 4, các tuyến đường đổ về khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, đông nghịt xe cộ. Nhiều đoạn có bị ách tắc vì du khách đổ về. Bãi biển khu du lịch Hải Tiến dài khoảng 3 km đông nghịt người dân, du khách đổ ra tắm biển ăn uống. Tối nay, huyện Hoàng Hóa tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Tương tự, dọc các bãi tắm A, B, C, D của khu du lịch biển Sầm Sơn và bãi tắm khu du lịch biển Hải Hòa cũng kín người. Hãy luôn nhớ rằng, COVID-19 truyền từ người này sang người khác chủ yếu qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Khi bạn gần gũi hơn với người bị nhiễm COVID-19, ngay cả họ không có biểu hiện triệu chứng, bạn nhiều khả năng tiếp xúc với những giọt bắn và bị nhiễm bệnh. Bãi biển là nơi có thể đến để thư giãn, rất cần bạn phải lưu tâm đến các nguyên tắc phòng tránh lây truyền COVID-19. Bạn cần thực hiện chọn bãi tắm thưa người, có nền nhiệt cao, chưa có sự xuất hiện của COVID-19, giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với những người khác. Tránh nói chuyện với người lạ, nên ăn chín uống sôi, tuyệt đối không ăn thực phẩm sống. Trước khi xuống tắm và sau khi tắm biển nên sát khuẩn tay sau khi tiếp xúc bề mặt công cộng, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Thưa quý vị, dịch bệnh tác động đến mọi mặt đời sống người dân, ngay cả trong thời kỳ hậu Covid. Hiểu được những khó khăn trên, nhà nước vẫn đang ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông tin cập nhật về tình hình chi trả chế độ ốm đau cho người bệnh nhiễm COVID-19, đặc biệt khi mà số lượt người hưởng tăng đột biến trong tháng 4 năm 2022. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tháng 4 năm 2022, toàn ngành đã giải quyết cho 805.706 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc COVID-19, chiếm 92% tổng số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau với số tiền hơn 957 tỷ đồng. Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong tháng 4 năm 2022 tăng 200%, số tiền chi trả tăng gần 450% so với cùng kỳ 2021. Mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc COVID-19 trong tháng 4 khoảng 1,2 triệu đồng, thời gian hưởng bình quân 7 ngày. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, toàn ngành giải quyết hưởng chế độ ốm đau 1.453.718 lượt người do mắc COVID-19 với số tiền trên 1.900 tỷ. Lý giải nguyên nhân gia tăng số lượt người hưởng chế độ ốm đau do mắc COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động trong tháng 4 năm 2022 tăng 200% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do số lượng người lao động đề nghị giải quyết chế độ mắc COVID-19 tăng. Giữa tháng 2 năm 2022, tháng 3 năm 2022 là đỉnh dịch COVID-19 trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh phía Bắc. Với số lượt người mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục nên số lượng người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau do COVID-19 tháng 4 tăng vọt, cao hơn cả số lượng người được giải quyết trong quý 1. Mặt khác, do một số lượng lớn người lao động bị mắc COVID-19 điều trị tại nhà chưa được cấp các hồ sơ giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 56/2017/TT-BIT. Đến thời điểm tháng 4 năm 2022, UBND và Sở Y tế các địa phương đã có hướng dẫn trạm y tế phường, xã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp này. Hy vọng với những chính sách nhanh chóng kịp thời phù hợp trên giúp người dân ổn định phần nào, khắc phục khó khăn giai đoạn hậu COVID-19. Thưa quý vị, hiện cả nước còn hơn 1,34 triệu người mắc COVID-19 đang điều trị giám sát, tình hình dịch bệnh còn những diễn biến khó lường. Triển khai tiêm vaccine cho người dân là việc làm quan trọng hàng đầu. Theo Bộ Y tế, Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine Bộ Y tế đã họp thống nhất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho 3 nhóm đối tượng và các loại vaccine sẽ tiêm mũi 4. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ ngay sau đây. Tại văn bản của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 mới đây, cho biết Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine Bộ Y tế đã họp để xem xét các nội dung về việc triển khai tiêm vaccine, trong đó có việc tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại lần 2, mũi 4. Theo đó, hội đồng đã thống nhất kết luận đối với việc tiêm mũi 4, gồm có đối tượng tiêm, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch, từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp. Vaccine sử dụng, vaccine mRNA, vaccine do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3. Đến nay, Việt Nam tiêm hơn 214,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Hiện trẻ cả nước thì đã tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1, gần 1,46 triệu mũi. 100% người trên 18 tuổi tiêm 2 mũi, tỷ lệ tiêm mũi 3 khoảng gần 60%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 100%, mũi 2 khoảng gần 96,5%. Còn hơn 1,3 triệu người mắc COVID-19 đang điều trị giám sát. Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 30 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.109 ca mắc COVID-19 mới, giảm 959 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.649.809 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 107.648 ca nhiễm. Đợt dịch 4 từ 27 tháng 4 năm 2021 tới nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước 10.642.060 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.586.134, Thành phố Hồ Chí Minh 608.408, Nghệ An 481.516, Bắc Giang 385.223. Bình Dương 283.398. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 khỏi nước ta 9.262.255 ca. Hiện nay đang điều trị giám sát 1.344.516 trường hợp, trong đó 475 trường hợp nặng điều trị, trong đó thở oxy qua mặt nạ 376, thở oxy dòng cao HFNC 50, thở máy không xâm lấn 11, thở máy xâm lấn 36, ECMO 2. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 5 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 43.041 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Theo Bộ Y tế, ở nước ta, dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới đây, dịch bệnh diễn biến khó lường trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá thế giới đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể xảy ra, làm cho diễn tiến dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả đồng bộ nghị quyết, quy định của chính phủ, bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo quyết liệt, trọng điểm đến tận cấp cơ sở, tiếp tục rà soát các quy định hiện hành để điều chỉnh kịp thời, triển khai thống nhất. Thưa quý vị, dịch bệnh Trung Quốc còn đang diễn biến phức tạp. Ứng phó với tình hình dịch ở Thượng Hải, chính quyền đã ban hành chính sách cách ly đối với những trường hợp cần thiết. Điều này tác động không nhỏ đến lĩnh vực kinh tế xã hội. Nhiều thương gia, chuyên gia tài chính cố gắng vượt rào, thoát khỏi khu cách ly vì những hạn chế của dịch bệnh tại thành phố lớn nhất Trung Quốc này. Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ở Thượng Hải đang tìm cách quay trở lại Hồng Kông và các trung tâm nước ngoài khác chỉ sau một thời gian ngắn sinh sống và làm việc tại đây, vì các đợt phong tỏa COVID-19 khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh và cuộc sống hàng ngày của họ. Hàng nghìn chủ ngân hàng, thương nhân, nhà đầu tư tại trung tâm tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cảm thấy mình bị giam cầm trong nhà. Thậm chí một số còn gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho gia đình. Các giám đốc điều hành ngành cho biết, đợt khóa cửa kéo dài 4 tuần, buộc hầu hết 26 triệu người của thành phố phải ở trong nhà, đã bắt đầu ảnh hưởng đến giao dịch tài chính trong tương lai. Một số giao dịch phải tạm hoãn vì những nút thắt trong công tác hậu cần, theo một nguồn thạo tin. Melvin Su, một nhà đầu tư cổ phần tư nhân chuyển đến Thượng Hải từ Hồng Kông vào cuối 2020 cho biết, những gì xảy ra ở Thượng Hải gây sốc cho hầu hết mọi người. Ít ai có thể tưởng tượng được mọi thứ vượt ra xa tầm kiểm soát như vậy. Xu hướng di cư này ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng trở thành trung tâm tài chính khu vực, là điểm đến lý tưởng cho nhiều ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các quỹ quản lý tài sản, vốn xuất hiện ngày một nhiều tại thành phố này trong một vài năm trở lại đây, sau khi Trung Quốc mở cửa lĩnh vực tài chính. Động thái tăng trưởng của ngành dẫn đến việc nhiều chủ ngân hàng, thương nhân và quản lý quỹ chuyển từ Hồng Kông và các trung tâm khác đến Thượng Hải để gần gũi hơn với khách hàng của họ và có được kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực mới và các giao dịch lớn. Những giấc mơ đó bây giờ dường như đang bị đe dọa. Nhiều nhân sự ngành tài chính chia sẻ quan ngại sâu sắc về biện pháp phòng dịch cực đoan tại Trung Quốc. Tan chia sẻ, sẽ không hay nếu như tình hình hiện tại kéo dài. Các lệnh phong tỏa có thể được tái áp dụng nhiều lần, và lần sau có thể sẽ dài và nghiêm ngặt hơn lần trước. Một nhà quản lý quỹ tại Thượng Hải cho biết rằng lệnh phong tỏa ít nhất là trong ngắn hạn, cơ bản làm thay đổi môi trường kinh doanh tại thành phố này. Quản lý nói, Thượng Hải là trung tâm tài chính công nghiệp lớn của Trung Quốc, vận hành như một cỗ máy, nhưng không có bất cứ sự thay đổi nào được đưa ra nhằm giúp cỗ máy đó hoạt động một cách trơn tru, dù không ít người dân lên tiếng phàn nàn trên mạng xã hội. Có thể thấy dù tình hình dịch bệnh còn nhiều điều đáng lo ngại, thế nhưng chính quyền thành phố đang cố gắng làm mọi cách để ổn định cuộc sống cho người dân. Vì thế điều cần làm của những người dân tại đây chính là giữ vững tâm lý, phối hợp cùng chính quyền để đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, nhằm hạn chế tối đa số ca mắc trong cộng đồng, Bắc Kinh đã ban hành quyết định xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ cư dân sau nghỉ lễ. Quyết định này được người dân vô cùng hưởng ứng và phối hợp. Đây cũng là động thái cho thấy rõ tinh thần quyết tâm dập dịch của đất nước đông dân nhất thế giới. Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Bắc Kinh siết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm kiểm soát làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra. Theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của chính quyền Bắc Kinh trên WeChat, kể từ ngày 5 tháng 5, tức là sau kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động, người dân buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để có thể tới các địa điểm công cộng và tham gia các phương tiện công cộng. Biện pháp này được thông báo trước đó và có hiệu lực trong đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày từ ngày 1 tháng 5. Đối với các hoạt động khác như sự kiện thể thao, đi du lịch theo nhóm, người dân cần có xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ cùng với chứng nhận hoàn thành tiêm chủng. Theo kế hoạch, thành phố Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ cư dân bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 tới đây. Trong ngày 30 tháng 4, giới chức Bắc Kinh bổ sung 4 khu vực vào danh sách các vùng nguy cơ trung bình do dịch COVID-19, nâng tổng số khu vực được xếp loại cùng cấp độ 23 khu vực. Trong khi đó, hiện có 6 khu vực tại Bắc Kinh được xếp loại nguy cơ cao về dịch. Ngày 30 tháng 4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC thông báo, Trung Quốc đại lục ngày 29 tháng 4 ghi nhận 1.410 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số này, tập trung chủ yếu tại Thượng Hải 1.249 ca, số còn lại ghi nhận tại Bắc Kinh, Quảng Đông và Tứ Xuyên. Thành phố Thượng Hải ghi nhận 8.932 ca trong tổng số 9.293 ca mắc không triệu chứng trên cả nước. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi tại nước này 5.022 ca. Tình hình dịch tại Thượng Hải có chiều hướng tích cực khi thành phố ngày 29 tháng 4 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 bên ngoài khu cách ly, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống dịch vốn làm tê liệt thành phố gồm 25 triệu dân trong nhiều tuần qua. Trong thông báo đăng tải trên nền tảng Weibo, giới chức Thượng Hải cho biết thành phố đã không ghi nhận ca lây nhiễm nào ở cấp độ cộng đồng, đồng thời nhận định thành phố này sớm trở lại nhanh nhất có thể. Trước đó, trong 28 tháng 4, Thượng Hải đã ghi nhận 108 ca mắc ở ngoài khu cách ly. Quý vị thân mến, mỗi dịp nghỉ lễ lớn, sự lây lan của dịch bệnh chính là mối nguy hại hàng đầu đối với bất cứ một quốc gia nào. Vì thế, mỗi người dân vẫn không nên chủ quan, hãy thực hiện tốt quy tắc phòng dịch, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thông tin này cũng kết thúc bản tin COVID-19 của chúng tôi trưa hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.